Hôm nay mình dẫn mọi người làm cái mẫu đầm này. Cái mẫu này là một chị khách hàng gửi cho mình. Mà điều quan trọng nhất là chị là một người rất là siêng trả bài, mà trả những bài rất là khó. Vì thế nên là khi mà đưa ra yêu cầu này thì mình sẵn sàng mình làm clip mình hướng dẫn. Đầu tiên mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một cái đầm suông căn bản. Cái cổ này là dạng kiểu cổ yếm, nên ở đây thì mình sẽ để một cái ben 1 đến 1,5 cm tại cái phần vòng nách này để chắc chắn là nó không bị dư cái phần vải ra. Ở đây mình muốn giữ cái dập gốc nên mình sẽ sao nó sang một cái dập tờ giấy khác. Còn bạn nào mà thích cắt dập gốc thì cứ cắt nha. Nhưng mà khi mà cắt dập gốc xong thì sau này mà điều chỉnh là không biết tìm đâu để mà điều chỉnh, không biết mình cần điều chỉnh thông số nào đâu. Đây, sau khi mà làm xong thì mọi người sẽ gập đôi nó và cắt ra như thế này. Các bạn sẽ đóng hết toàn bộ phần ben và mọi người từ một cái trung điểm của cái cổ này mọi người giã thẳng xuống đây cho mình. Sau đấy là đóng hết toàn bộ ben vào thì nó sẽ chuyển hết toàn bộ lên trên phía ở vòng cổ ba cái ben này. Tại đây thì mọi người sẽ cắt đôi ra cho mình. Thì tùy cái nhìn cái hình thái nó gập như thế nào mà chúng ta sẽ đặt cái mảnh này như thế này. Đây, các bạn sẽ đặt như thế này. Các bạn nhìn không? Hai cái vòng nách của nó sẽ đối xứng qua nhau chứ không phải là cùng một phía. Sau đấy là mọi người sẽ kẻ cho mình một cái đường thẳng đi qua cái phần góc nhọn của cái ben này này. Và cái bản này 4 đến 5 cm cho mình, ít nhất là 3 nha, ít nhất là 3. Còn nó sẽ khoảng 4 đến 5 cm. Còn nếu mà mọi người thích cái khoảng gập nó nhỏ thì mọi người để 3 cũng được, để 3 cũng ok. Sau đó thì mọi người sẽ gắn nó lên trên phía trên này. Đây. Và mọi người sẽ đánh lại cho mình, nó sẽ thành một cái mảng liền để cho mọi người gập nó xuống. Ít nhất là để 3 giúp mình nha. Còn không thì để khoảng 4 hoặc 5 cũng được. Đây. Các bạn sẽ nối nó thành một mảng liền như vậy và cắt thôi. Sau khi mà cắt xong thì chúng ta sẽ gập nó như thế này. Đây, các bạn sẽ gập nó, cái này quay về đúng cái điểm ben này. Sau này gập nó xuống thì cái ben bên kia nó sẽ nổi lên như vậy, được chưa mọi người? Vậy là xong được một phần ở phía trên. Bây giờ mình sẽ xử lý tiếp cái phần phía bên dưới, xong rồi mình mới quay ngược lại về phía trên. Cái phần nào mà dễ xử lý chúng ta xử lý trước. Cái phần bên dưới này thì mình cũng sao nó ra như thế này. Và độ dài của cái đầm suông này là chạm đất thì nó phụ thuộc vào chiều cao của mỗi người, thì nó là bao nhiêu thì mọi người sẽ để bấy nhiêu. Ở đây mọi người xuống, từ đây xuống 15 đến khoảng 20 cho mình. Còn nếu mà sợ hở thì mọi người có thể xuống đến 25. Sau đấy mọi người sẽ vạt nó xuống như thế này giúp mình. Đây chính là cái mảng mà chúng ta sẽ xếp ly. Thì hai cái phần thân sau các bạn sẽ may giáp với lại phần thân trước như bình thường. Chúng ta không cần xử lý quá nhiều chi tiết ben ở đây, bởi vì là nó còn có một cái mảnh chùm ra phía bên ngoài. Cái mảnh quét đất chùm ra phía bên ngoài, nên chúng ta không cần nhất thiết chúng ta phải triệt tiêu ben hay như thế nào cả, bởi vì dù sao nó cũng sẽ bị che hết. Ở đây các bạn vạt cho mình một cái mảnh để mà che ở phía trong. Thì cái mảnh này thì độ to thì tùy mọi người thôi. Còn nếu như mà mọi người sợ nó hở không an toàn thì mọi người hoàn toàn có thể vẽ nó vắt từ phía bên hông bên trái, kéo sang bên phải, vạt nó xuống như nhiều mẫu trước đây mình hướng dẫn. Còn cái nếp như thế này này của nó không phải đi từ đây đâu, mà nó sẽ là, mọi người nhìn xem hai bên ấy, nó cái mảnh, cái đường này nó giống nhau ấy, là nó sẽ là một mảnh rời mà nó phủ lên trên để che đi cái mảng này. Mọi người hiểu ý mình không? Chứ không phải nó liền vào. Nếu mà nó liền thì bên trái kia cũng phải liền, còn bên trái kia là phủ thì bên phải này cũng sẽ là phủ. Bây giờ mình sẽ sao cái miếng nhỏ này để mình chuẩn bị cắt dập gốc ra, vì mình không giữ lại dập gốc. Đây, cái miếng nhỏ này này là cái miếng chúng ta sẽ giáp với thân sau. Mình sẽ bỏ ra bên cạnh và mình sẽ phá cái dập gốc này ra.
Đầu tiên các bạn gắn lại cho mình hai cái ben. Mục đích của cái việc gắn hai cái ben này lại chỉ đơn giản là các bạn cắt nó không, các bạn vẽ những cái đường phác để cắt ấy, nó không có bị lệch, đỡ cần phải đo khoảng cách giữa hai cái ben cho nó bằng nhau, đỡ mất thời gian. Các bạn cứ dán lại, cắt cho nó dễ, cho nó nhanh. Chỗ này mọi người chia thành khoảng 3 đến 4 phần cho mình. Đây này, khi mà mọi người phác ấy thì mọi người nhìn không, phác như này nó thẳng một đường, đỡ mất công phải đo những cái đoạn trên cái đường ben đấy để nó bằng nhau. Cứ phác như này thôi. Đó, cứ phác như vậy. Sau đấy là mọi người sẽ cắt phá vỡ cho mình hai cái đỉnh ben này. Đường thứ hai thì sẽ phá vỡ cái đỉnh ben ở bên góc trong bên trái. Và cái đường thứ ba, đây đường này sẽ phá cái ben này. Còn đường này thì sẽ phá cái ben ở phía ngoài. Đường cuối là tự do. Thì những cái đường tự do thì các bạn mở tự do, còn những cái đường mà đã chuyển từ bên kia thì nó cũng đã có một cái nhất định rồi, độ lớn nhất định rồi. Thì các bạn sẽ mở ra và nhớ rằng mở ra bao nhiêu thì sẽ đóng lại bấy nhiêu giúp mình. Thật sự mà nói thì với mẫu này thì mình khẳng định là làm 3D nhanh hơn 2D. Chỉ có điều là làm 3D thì cái quan trọng nhất là các bạn phải biết điều chỉnh nó về số đo cơ thể người. Bởi vì là cơ thể người mỗi người khác nhau, ngay cả quả ngực cũng thế. Cùng là số đo ngực 84 nhưng mà người quả ngực nó nhiều hơn, người thì mình dày hơn, kiểu như vậy. Nên là cái quan trọng nhất của kỹ thuật 3D không phải là các bạn dựng nó lên và các bạn wrapping cho đẹp, chụp cái tấm hình. Mà cái quan trọng nhất là các bạn phải chuyển được nó về 2D, điều chỉnh lại thông số theo đúng cái số đo của cái người mà các bạn may cho. Nếu như mà cái người đó ở xa thì các bạn không thể làm bước fitting được. Ví dụ như là khi mà trình diễn trên sàn thì các bạn để ý là các hãng luôn có một cái bước là người mẫu sẽ fitting, thậm chí là fitting ngay trên cái bàn may luôn, là bàn cắt ấy, là người mẫu nằm đấy. Các bạn nhìn những cái ảnh của Chanel hay là Dior ấy, người ta thậm chí là người ta fitting luôn người mẫu. Nhưng mà cái đấy là người mẫu của người ta, chứ còn đây là nếu mà may cho khách hàng thì phải biết cách để mà chuyển về số đo. Đó là lý do mà mình luôn cố gắng hướng dẫn những cái mẫu phức tạp bằng phương pháp 2D. Vì 2D thì các bạn sẽ vẽ được theo số đo, chỉ cần với một cái dập căn bản ban đầu các bạn là được rồi. Vì thế nên là khi mà mình đang hướng dẫn thì mọi người nên thực hành, bởi vì khi mà các bạn thực hành thì mình mới sửa cho các bạn được. Đây nha, vậy là chúng ta đã xong cái mảnh xếp ly phía bên dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về cái thân sau. Thân sau của cái mẫu này thì thân trước các bạn khoét cái vòng nách xuống bao nhiêu thì thân sau cũng sẽ khoét bấy nhiêu. Và cái bản dây của phía sau này thì mọi người sẽ để cho mình 3 đến 5, tối đa là 5 nha. Và mọi người sẽ vạt nó xuống từ eo lên trên khoảng 3 cm. Sau đấy mọi người sẽ đánh nó như thế này. Vậy thôi. Và sẽ cắt nó ra. Mình sẽ cắt luôn dập gốc của cái mẫu này. Và sẽ dán liền nó lại. Nó sẽ là một mảng liền như thế này. Còn phần bên dưới thì các bạn sẽ ráp với thân trước như bình thường. Ben may bình thường, không có gì phải biến đổi cả. Đây, phần này thì nó ráp với lại đường sườn như thế này thôi. Đây, và nó tí nó còn một cái dây liền lên trên nữa. Còn phần này thì các bạn sẽ ráp vào đây và may bình thường thôi, không có gì hết. Và chúng ta mẫu này sẽ may dây kéo ở phía sau. Đây, cái thân sau sẽ như thế này. Đây, thì các bạn sẽ ráp nó với lại sườn của phía thân trước. Đây, ráp như vậy. Được chưa cả nhà? Bây giờ tiếp này. Đây, bên này bình thường nha. Bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phần phủ bên ngoài của nó. Thì cái phần phủ bên ngoài, đầu tiên mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một cái vải gập 4 và cắt cho mình một cái hình tròn. Và cái bán kính của cái hình tròn này nó sẽ bằng độ dài của váy bên trong cộng với lại khoảng 30 cm. Sau đó thì các bạn sẽ cắt ra cho mình
Các bạn vẽ sơ ra cho mình một cái khoảng này. Miễn sao mà các bạn cắt làm sao mà cái độ lớn của nó bằng vòng eo của chúng ta. Sau đấy này, mọi người tại vị trí này, mọi người sẽ cắt cho mình gần với lại trung điểm. Có nghĩa là cái nửa còn lại này của các bạn, đây này, cái vòng này này, trải ra nó sẽ bằng 1/2 của vòng eo cộng với lại 3. Cái này không phải váy xòe, là cái nếp gấp thôi. Nên là các bạn sẽ cứ cắt cho mình thôi, cứ cắt cái hình vòng cung đấy, miễn là sao mà một lát đo lại ấy, cái lát đo cuối cùng ấy, các bạn sẽ đo được nó là số đo của cái 1/2 của vòng eo. Ví dụ như là eo là 68, ví dụ eo của bạn là 68, thì các bạn đo cái nửa mà mình vừa cắt ra đấy, nó sẽ là 34. Sau đó các bạn cộng thêm 13 cho mình, bởi vì là chúng ta sẽ còn may dây kéo, chúng ta cần một cái đoạn để chúng ta may dây kéo nữa. Đây các bạn cứ gập rồi các bạn tỉa này cho mình trên mặt phẳng thôi. Đây các bạn nhìn thấy xem, các bạn cứ gập như này. Thì cái 3cm chúng ta trở ra đó, thì 1,5 đến 2cm là đã dành cho cái dây kéo rồi, cái đoạn để mà thêm mà để may dây kéo. Còn một cái phần dư ra đó là để các bạn gập cái nếp kia vào, gập cái nếp kia cho nó có cái độ sâu ấy. Các bạn hình dung không? Gập cho nó có độ sâu để khi mà may nó giữ lại được cái nếp đấy, nó cố định lại được cái nếp gấp ra gấp vào của chúng ta. Còn nếu mà các bạn để đúng cái vòng eo kia thôi, các bạn gập thì nó, một là sẽ bị hụt, hai là nhìn nó không giữ lại được nếp đẹp. Bây giờ quay về với cái thân áo, thì chúng ta sẽ vạt cái hình dáng của cái đường mà xếp nếp ở đây. Thì mình sẽ sử dụng luôn cái miếng này để đỡ phải sao chép đóng ben nữa. Nó đang mảnh liền và chỗ này không có ben thì nó chỉ là một mặt phẳng bình thường thôi. Thì có hai cách, thì một là các bạn sẽ để như áo bình thường này và các bạn làm cái miếng rời đấy, các bạn đắp kẹp vào phần đường sườn. Còn không thì các bạn sẽ cắt rời nó ra. Cách một là cắt rời nó ra như thế này, cắt rời ra và các bạn xếp một cái nếp rồi các bạn may nó chập vào đây. Và cái phía đường trên này không chừa đường may nữa. Cái phía đường trên ấy, cái khoảng cách giữa hai khe, nếu các bạn may cái khe đấy lại thì các bạn cần chừa đường may, còn đây các bạn không cần may khe đấy thì các bạn không cần chừa đường may chỗ đó cho mình. May lộn hai lớp. Và cái phần này thì chúng ta sẽ may nó vào. Còn nếu như các bạn thích may bình thường và cái dây này kẹp vào cũng được thì tùy mọi người. Mình đưa ra định hướng thôi, còn các bạn làm thì sẽ tùy cơ ứng biến. Cách này thì mở ra cho mình khoảng 5 đến 7 cm. Cho cái nếp nó to nó đẹp. Nhưng mà thông thường thì mở khoảng 5 cm là ổn. 4 đến 5cm là ổn. Và cũng mở ra bao nhiêu thì sẽ đóng lại bấy nhiêu. Đây, sau đấy thì mọi người sẽ gập nó và may nó với cái mảnh này. Còn không thì mọi người hoàn toàn có thể đắp thành mảnh rời, kẹp vào phần đường sườn là được. Tùy, sao cũng được hết. Đây nha, đặt vào đây may. Còn bây giờ thì mình sẽ nói nốt cái đoạn dây. Đoạn dây để đo thì mọi người sẽ đặt cái phần thân sau vào đây để mọi người áng được cái đoạn dây của thân trước nó sẽ đi như thế nào. Và mọi người sẽ điều chỉnh nó. Và cái bản dây này thì nó khá là to để mà mọi người còn tạo cái phần như kiểu là nó gập ở giữa ấy. Thì cái gập ở giữa này thì mọi người hoàn toàn có thể may ở cái đoạn mà nó luồn qua ở trong cái lõi đấy. Mọi người nếu mà thích cố định cái nếp của cái vòng đấy thì mọi người may díu nó lại ở cái phần mà nó luồn qua đấy, ở phía bên trong đấy thì không ai nhìn thấy cả. Nhưng mà cái dây nó sẽ luôn luôn ở cái vị trí díu như thế, nhìn nó đẹp. Đấy. Cong cũng được mà nhọn cũng được. Đây. Luồn nó vào đây. Nó sẽ thành một mảng liền với thân sau luôn nha. Vậy là đã xong mẫu này rồi. Bây giờ mình gắn lên con canh nó sẽ như thế này. Đây nha. Phía vòng dây này nó sẽ vắt ra đến đây. Còn phía trong này này thì mọi người sẽ không may.
và nó sẽ khi mà mặc áo ngực ấy thì nó sẽ đẩy ngực ra, nó tuệ ra và nó hở, nó sexy cái phần ngực. Còn nếu mà sợ sexy quá thì mọi người may một đoạn ở phía dưới lên cũng được. Còn phía bên dưới là những cái nếp như thế này. Còn trong này thì giáp sườn bình thường. Đây, giáp sườn bình thường. Đoạn này là nó sẽ may như thế này. Nó may theo cái phía đằng sau, nó kẹp và nó may vào. Đoạn này xẻ xuống cho mình khoảng 10cm, các bạn may khóa vào dưới này. Đây. Ok chưa? Vậy nha cả nhà. Vậy là đã xong mẫu này rồi. Còn cái phần nơ thì cái phần nơ là chính là một cái phần nơ rời. Thì các bạn gắn cũng được, không gắn cũng được. Nếu như mà các bạn, đây là cái chỗ mà mình nói là tại sao mà ban đầu mình lại chừa đến 3cm để cho có một cái phần này này. Nó khoảng 1cm đấy thôi, 0.5-1 thôi. Các bạn may díu nó, cái bản nó to ra một chút thì các bạn sẽ nhìn cho nó to. Còn cái phía đằng sau này nó sẽ quét đất nha. Quét đất, cái quét đất này nó rơi vào khoảng 50-70cm từ cái phần đất mà quét ra. Đừng có để ngắn quá nhìn nó buồn cười. Mà mình có thêm một gợi ý cho các bạn này. Cái mẫu này ấy, nếu các bạn muốn mặc hai kiểu thì các bạn làm cái cúc bấm cho mình. Cái cúc bấm ở hai cái phía, phía bên sườn ấy, các bạn làm cái cúc bấm cho mình thì may dây kéo bên trong bình thường. Còn khi mà các bạn muốn lè xòe thì các bạn sử dụng cúc bấm, bấm cái phần phủ phía bên ngoài đấy vào. Còn lúc nào mà các bạn muốn gọn gàng, các bạn chỉ muốn mặc đơn giản thì các bạn sẽ bỏ cái phần lè xòe đó ra. Đây, còn cái nơ thì các bạn sẽ gắn như thế này. Các bạn cũng may nơ hai lớp lộn rồi các bạn đính nó vào đây cho mình. Đính nó vào đây. Rồi là các bạn dùng cái hình đá đấy, cái mảnh đá đấy, đá hoa, hoa huét gì đấy, mọi người gắn nó vào đây che hết. Nó sẽ che hết phần đường may đi mà. Cái nơ này người ta sẽ gắn rời cho nó chủ động nha. Các bạn hướng cái nơ ở cái vị trí mà nhìn nó cảm giác nó đi ra từ mấy cái nếp kia kìa. Các bạn xếp nó kiểu vị trí đi ra từ cái nếp rồi các bạn đính cái phần đá phủ lên thì người ta sẽ không nhìn thấy cái nơ của bạn may như thế nào nữa. Được chưa cả nhà? Và cái mẫu này thì cái ảnh bạn này bạn gửi, chị này chị gửi thì nhìn nó đứng lên nhưng mà thực tế cái mẫu khi mà Hương Giang mặc thì nó là cái nơ nó rủ xuống ấy chứ nó cũng không đứng đâu. Nên cái nơ này mình cảm thấy nó giống như một cái sự dư thừa, nhưng mà không sao, các bạn thích thì các bạn đính lên. Còn thậm chí là các bạn không có thích nó quá thì các bạn cũng lại làm cho mình cái cúc bấm á, cúc bấm thì khi nào cần thì mình bấm nó vào, còn không thì mình sẽ tháo nó ra, mặc được hai kiểu. Nói chung những cái đầm mà đã mất công làm như này thì nên thiết kế dạng mặc hai kiểu.